bảo rằng con trai thời nay khó ưa, nếu ai bảo rằng con trai thời nay vô tình. Vội đồ vội đến rồi vội đi, xem tình yêu chẳng là nghĩa gì, đàn ông là thế. Nếu ai bảo rằng con trai thời nay đổi thay, thích vui thích đùa làm cho nhiều cô si tình. Để rồi chàng cứ lòng tin, đêm về em mãi trong ngóng tin. Thế nên cứ làm con trai bay bướm chứ đâu có yêu thương gì. Con trai nào phải ai cũng thế. Con trai nào phải đâu vô tình. Chắc tại vì anh độc thân vui tính à, thích làm người ta vui hơn là buồn. Con trai nào phải ai cũng thế. Xin em đừng trách anh vô tình. Vì anh cũng khá đẹp trai, nhiều cô nhìn ngó trên môi chơi ngoài rồi đánh tình hướng chung suốt đời. Ban cho tôi nhan sắc. Quần áo bánh bao nhà lầu xe lớn, nhưng chữ thủy chung tôi luôn giữ bên lòng. Anh dễ thương đẹp trai, biết bao hot girl chừng dài dây lấy anh từng ngày rồi từng giờ từng phút từng giây. Nhưng anh vẫn không ngò ngàng đến những đàn phân sông nơi vô qua. Vậy mà người yêu tôi thường hay tránh mong rằng tôi bay bước xa qua một nhà hai lòng. Chắc có lẽ gần đây nhiều đại gia gặp với mấy cô chân dài, tài sản thì bao la, nhắc đến tiền thì cũng xin. Hãy yêu anh đi, anh cam đoan chắc chắn rằng anh đây giúp mình chẳng đổi qua. Thưa quý vị, vừa rồi là tiết mục Tân Cổ Giao Duyên của hai nghệ sĩ Dương Lâm và Lê Thanh Thảo. Xin mời anh Quang Linh. Các bạn có cố gắng, nhưng mà đối với tôi, khi mà đã ở trên sân khấu, đã tham gia có nhiều người hát, nhảy, điều đầu tiên nó là phải khớp với nhau, phải đồng đều. Thì cái phần ra mở đầu bạn chưa có đồng khớp lắm. Về phần hát thì cả hai bạn đều có giọng, nhưng mà cái sự ăn xăm với nhạc nó chưa chắc lắm. Hy vọng tôi sẽ được thấy hai bạn tỏa sáng hơn vào các cái show sau. Lửa là cái thế mạnh của Lâm, cho nên là khi mà anh ấy chọn cái bài này mà chọn cái dù lửa thì lại là cái yếu điểm dành cho Thảo. Bởi vì cái thứ nhất nè, khi em cầm cái dù như vậy á, nó nóng mà cũng không biết là khi nào lỡ đâu nó cháy rồi tàn nó rớt xuống hay không nữa, mình cũng không biết nữa. Rồi khi lên múa như vậy, có những lúc mình phải xoay cái dù, rồi phải nhúng dầu, liệu nó có bắn vào người không. Và các bạn cũng khá mạo hiểm khi chọn cái bài này. Ví dụ như các bạn thể hiện bằng những cái vũ đạo không, mà không có đạo cụ gì cả, thì có lẽ là nó dễ dàng hơn. Và tiếp theo, con xin mời cô Bạch Tuyết. Tôi chỉ xin thêm một tí xíu nữa để cho Lâm hay hơn. Khi mà vô cái chữ mà My God á, dạ. Cái âm thanh của em nói rất là dễ thương. Nhưng cái điệu bộ thì em lại chỉ về phía đây. Cái dàn nhạc giá như là cưng là Oh My God, dạ. Thì như vậy là nó vừa đẹp hơn mà lại vừa chính xác hơn. Đúng không cưng? Dạ. Oh My God. Hả sảy. Xin cảm ơn nghệ sĩ nhân dân Bạch Tuyết. Cặp đôi Dương Lâm, Lê Thanh Thảo, nghệ sĩ ưu tú Hoài Linh 7,5, nghệ sĩ nhân dân Bạch Tuyết 7,5, ca sĩ Quang Linh 8, tổng điểm 23.